1, 2, 3, 4. Dang rộng hai tay ra. 5, 6, 7, 8. Được rồi, dừng đi. Tứ Nguyệt à, còn mấy ngày nữa là đến cuộc thi ballet rồi đó. Mau chóng về nhà nói mẹ mua một đôi giày mũi cứng, thế thì mới tham gia cuộc thi được, em biết chưa? Đi thôi nào. Tạm biệt. Đi thôi, tạm biệt. Nhảy đẹp thì có tác dụng gì chứ, đến đôi giày cũng mua không nổi. Nghe nói mẹ cậu ta bị bỏng giống quỷ lắm đó, còn quét rác trên đường. Đi thôi. Em gái nhỏ à, em đang làm gì vậy? Giày của em dơ rồi. Em tên là gì? Mận Tứ Nguyệt. Không sao chứ. Mau lên, mau đứng lên nào. Nào, cuộc sống gian khổ như vậy vẫn là sau khi lớn lên thì tốt. Ngoan nào. Chú cũng muốn nói với cháu là sau khi cháu lớn lên là tốt thôi. Nhưng chú không muốn lừa cháu. Cho dù là lúc nào đi nữa, con người đều sẽ gặp phải giây phút khó khăn. Cháu phải học cách tự mình kiên cường. Cháu yên tâm đi. Chú đã viết đơn xin hiệu trưởng để chú trợ giúp cháu rồi. Sau này thiếu gì cứ viết thư cho chú. Vậy cháu gọi chú là 007 có được không? Được chứ. Cầm chắc nha. Không được khóc nữa. Không được khóc đó. Cười một cái đi. Đi nha. Không không bảy. Em biết anh nhất định ở thành phố này mà. Em nhất định sẽ tìm được anh. Đúng lúc như vậy sao? Alo, Tiểu Phi, Phồn Tinh à? Sao giờ em mới mở máy vậy? Đúng đúng đúng, kịch bản gốc mới kia chị đã gửi sang cho em rồi. Em tranh thủ học thuộc chút đi. Yên tâm đi. Chắc chắn có thể trực tiếp mà. Đúng rồi, chị chuẩn bị quần áo giúp em nha. Alo, alo, Phồn Tinh à? Phồn Tinh, em làm sao vậy? Được rồi, mọi người tự chia nhau ra tìm tài liệu thực tế đi. Không hay rồi, lớn chuyện rồi. Vừa nãy Phồn Tinh dọc đường xảy ra tai nạn xe rồi. Hơn nữa chân đang chảy máu, đã ở trên xe cứu thương rồi. Vậy chương trình trực tiếp kế tiếp của cô ấy làm sao đây? Cô ấy giờ đã ở trên xe cứu thương rồi. Có lẽ cho dù thế nào cũng không kịp cho trực tiếp tối nay đâu. Không thì thế này đi, cứ để tôi vào lúc khó khăn này thay cô ấy làm MC. Tiểu Phi à, đưa tôi xem bài biên tập chút nào. Dennis, làm cho tôi một ly đười ươi đi.
Mà lên đi, ai trang điểm cho tôi đây hả? Alo, xin chào, ai vậy? Tôi là đạo diễn, không phải trợ lý của cô. Thế nên anh muốn chương trình tối nay không có mà chiếu không? Đi theo tôi. Mau lên, hành động mau lên đi nào. Cảm ơn nha. Alo, Tiểu Phi, em đang định gọi điện thoại cho chị đây. Kịch bản kia của em vẫn chưa nhận được. Đúng rồi, váy để truyền hình trực tiếp hôm nay đổi thành quần cho em nha. Chị yên tâm đi, chân không sao hết. Chỉ trầy sơ thôi, hết chảy máu rồi. Đúng rồi, đừng có để họ đụng vào vị trí đèn chiếu, đó là vị trí quen thuộc của em. Sao chị cứ lải nhải vậy chứ? Trong vòng nửa tiếng nữa em nhất định đến. Tạm biệt nha, cô phải đến bệnh viện đã. Cảm ơn anh giúp tôi cầm máu, giờ đã không sao rồi. Cho dù thế nào đi nữa, cũng phải truyền xong nước biển mới được. Tôi đây không phải là làm rồi sao? Đây chỉ là sơ cấp cứu thôi, vẫn là phải đến bệnh viện. Bác sĩ, tôi hỏi anh một câu, nếu như tôi không đi bệnh viện sẽ chết sao? Thế giới càng lớn càng xa. Càng xa. Thế giới càng lớn, giấc mơ càng xa. Chào mừng đến với chương trình Do Dương Quang. Tôi nói nhà anh quay phim, anh cứ ở trước mặt tôi chiếu qua chiếu lại, quay lại miết. Anh ảnh hưởng tôi học thoại, anh biết không hả? Anh phụ trách chiếu đèn, tôi đã đứng đây rất lâu rồi đó. Xin hỏi các anh đưa đẩy cái gì vậy? Tôi sao chẳng thấy vị trí đèn, có chút thay đổi nào vậy hả? Phồn Tinh nói rồi, ai cũng không được thay đổi vị trí ánh đèn. Cô à, giờ tôi đang giúp các người đó, được chứ? Xin cô thức thờ chút đi. Mặt của tôi nhỏ hơn cô ta, nhọn hơn, xin anh cho tôi thấy bóng mờ đi, có được không? Chị Phồn Tinh, cuối cùng chị cũng đến. Chị Phồn Tinh về rồi. Phồn Tinh, nào, xuống đi nào. Phồn Tinh à, cảm ơn nha. Tôi biết mọi người đều rất chuyên nghiệp, thế nên chúng ta cùng cố gắng ghi chương trình kỳ này. Cố lên nào. Anh quay phim, ánh đèn không được đổi nha. Đặc biệt là ánh đèn đó không thể đổi đâu. Được rồi, được. Tôi cũng rất bận, được không hả? Trợ lý của tôi đâu rồi? Cảm ơn đã giúp đỡ, không tiện. Cảm ơn nha, bắt đầu quay thôi. Được, tai nghe của em đâu? Phồn Tinh à, truyền nước biển đó, em gỡ ra. Em không nhìn thấy mặt của Lý Bảo Anh biểu hiện thế nào đâu. Thật là đặc sắc quá sức mà. Thật không phí công chúng ta giấu mọi người. Em ở trên sân khấu có nhìn cô ta đâu. Chậm thôi đó. Nào, mau ngồi xuống đi. Mau ngồi xuống. Nào, chậm thôi. Chị xem. Sao lại nghiêm trọng như vậy chứ? Không sao đâu mà, em có cần liều mạng vậy không? Ôi trời ơi, không phải chứ, Diệp Phồn Tinh. Cô sợ tôi cướp chương trình của cô cũng đâu cần liều đến như vậy chứ. Tôi liều như vậy còn không phải gì, sợ cô học thuộc kịch bản không được sao? Nhưng mà tục ngữ nói đúng, đừng ai hòng cướp đồ ăn của cậu. Cũng thật là khá đó. Có phải tôi nói sai rồi không? Không biết ăn nói như vậy, chẳng trách thu thị của chương trình kém như vậy đó. Cũng được mà. Chương trình dưỡng sinh sáng sớm như vậy em cũng xem hả? Đứng nhất từ dưới lên cả đài đó. Tôi còn có một chương trình đó, được không hả cô? Đúng vậy ha, tin tức giải trí lúc 10 giờ sáng, đứng thứ hai từ dưới lên. Tôi không tính toán làm tổn thương đoàn đội với các người nữa. Ác nhân có ác báo. Đi thôi nào, ăn cơm thôi, đi. Nào. Phồn Tinh à, em làm sao?